Em chào các bác nha, là em Lâm đây. Lại tiếp tục quay tiếp con Gina cho các bác. Con Gina phím vặn mặt men. Đấy, để các bác được biết luôn. Đấy thì trước mắt các bác là một con Gina mặt men rồi. Thì em cũng xin phép quay qua cửa hàng em trước. Để các bác là mới biết kênh thì em có thể đăng ký kênh và theo dõi ưng chiếc nào thì mình nên lấy chiếc đấy. Thì nhà em vẫn đa dạng mặt mặt bếp nhá. Muốn trước thì em chỉ quay điểm thôi. Đấy, điểm biết từ trước này là em quay điểm này. Bác nào xem cái video này mà chẳng may em bán mất rồi thì em sẽ còn một chiếc như thế này nữa. Đấy, để gửi ảnh cho các bác. Đấy, gửi qua Zalo cho các bác. Và các bác cần có thể gọi điện trực tiếp luôn. Nhà em đây bán thì em không bán thuê cho ai cả. Và em cũng không phải là đi làm cộng tác viên cho một ai cả. Nhà em thì không thiếu hàng luôn. Đấy, thì các bác mua hàng thì cứ yên tâm như vậy. Mua ở nhà em thì bao giờ cũng được mua giá gốc. Và bao giờ cũng được bảo hành. Và chăm sóc thì tận tình luôn. Em dám khẳng định nếu như em không chăm sóc tiền thì không ai chăm sóc các bác tận tình được như em luôn. Đấy, em giới thiệu qua cửa hàng em trước. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm Giao Ban Xốp, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Đấy, để quá được tiện theo dõi kênh nhé. Thì trước mắt qua đây là một con mặt men, con này là màu xám ghi, xám trắng. Đấy, nên là màu nó rất là tươi. Đấy, thì bếp thì là của nó đều phun hết hai tính năng hết. Camera quay vào thì các bác biết là cái bếp màu đẹp. Này, họng gà nguyên bản không đụng hạt sơn rồi nhá. Đây nhá. Đấy, bếp rất là đẹp luôn. Đấy. Thế em quay vào lò nướng này, em xin phép bỏ này ra nhá. Đấy. Lò nướng này. Các bạn quay vào lò nướng. Bếp. Này, các bạn quay vào trong lò nướng. Sáng chưa? Các bạn nhìn thì có phê không? Này, ít đuôi này. Đấy. Mặt tiền thì nhìn là có biết rồi. Không một lốt rồi đỗ rồi. Con này nó quá đẹp. Con này thì nó quá là đẹp luôn. Đấy, quay thành vách này. À, vách này, vách sau này. Các nó quay vách sau này. Ấy, bếp đẹp. Này, mặt tiền nhá. Hồi phải này. Đẹp chưa? Đấy, một con bếp cũ thì có xước sát nhẹ. Thì vận chuyển thì con nặng vậy thôi. Nó có xước sát nhẹ. Không thể tránh được. Nhưng mà chất bếp thì đẹp thôi rồi. Đấy, bếp thì là bếp mặt men rồi. Đánh ngửa bằng 2 của pin IC. Đấy, đầy đủ các tính năng chống trào này. Chống trào này, chống cạn nồi này, à chống chống cháy này, chống cạn nồi này, chống gió, chống trào này. Bên đây cũng vậy này. Đấy, tất cả bếp thì em đều test thử và chỉnh sửa hết rồi. Đấy, các bác yên tâm mà dùng thôi. Bếp thì bếp ga thì có nào còn nguyên bản. Nên các bác mua bếp ga thì đừng hoái là bếp nó có còn nguyên bản không. Riêng cái bộ mạnh này, em bao cho bác 20 năm sau cái mạnh này không hỏng được. Thế nên các bác yên tâm, không bao giờ hỏng cái gì cả. Bởi vì là linh kiện điện trở nó sẽ hao mòn khi gặp dòng điện lớn. Chứ còn đây pin 3V thì đánh bao giờ nó mới hỏng được linh kiện bên trong. Cho nên các bác cứ yên tâm thôi. Quan trọng là mình xem là cái chất bếp nó có han gì mục ngoạn thì không thôi. Đấy, bếp thì cực đẹp rồi. Đấy, em bật bếp luôn các bác này. Chạm phát lên ngay này. Chạm phát lên ngay. Con này cũng vậy này. Chạm phát lên ngay. Đấy, bếp nó nhạy vậy mà. Bật lại các bác nhìn này. Chạm phát lên ngay. Cái này cũng vậy này. Yeah. Chạm phát lên ngay. Đấy, chạm phát lên. Chạm phát lên nó lớn này. Đấy, nó lớn. Thấy các bác quay vào nó lớn. Đây các bạn coi nó lướng. Đây các bạn nhìn nó lướng. Đấy. Quá đẹp luôn. Đấy, xin phép tắt đi này. Đấy, bởi vì những ngày cận Tết này thì em không có thời gian để em quay ký bếp cho các bác được. Nào. Và không có thời gian test nước làm video được. Bởi vì muốn là thời gian test nước thì nó mất hàng mười mấy phút. Cho nên rất là bận. Cho nên là các bác cứ yên tâm là tất cả chức năng bếp thì em khẳng định với bác luôn. Không có bếp ra nhà nó hỏng cả. Chỉ có điều chất nó đẹp hay không thôi. Đấy. Còn thì giá em báo giá luôn cho các bác luôn. Đấy, bếp thì em cam kết các bác là nó còn quá đẹp luôn và chất chát luôn. Cho nên các bác không phải lo nghĩ gì cả. Chỉ cần các bác xuống tiền là mua luôn. Đấy, em quay qua và biển cho em luôn nhé. Và em báo giá luôn các bác này. Trước này em bán giá là 2.100.000 đồng. Đấy, bảo hành 25. Và hết 25 thì vẫn hỗ trợ sửa trọn đời cho các bác. Tức là hỏng hóc cái gì là em toàn bộ là em tặng hết linh kiện. Không lấy đồng công được cả. Ví dụ hỏng cái kiềng chẳng hạn. Đấy, hỏng cái kiềng chẳng hạn. Đây em cầm cái kiềng nha. Cái kiềng vẫn rất là gọn vì không để cái biển. Khi cần hỏng cái kiềng các bác 3 đến 5 năm sau hỏng cái kiềng này, điện thoại lại cho em. Bố chú ơi, mua nhà chú có tem mà chú rồi, hỏng kiềng rồi, điện thoại cho em Lâm. Có một đôi kiềng ship tận cửa nhà các bác và tiền phí ship nó chỉ hết có 15.000 thôi. Đấy, ship tận cửa nhà các bác. Đấy, 2 năm sau hoặc 1 năm sau chẳng may vợ nóng tính cầm đáp đi, lại điện thoại lại cho em Lâm. Em ơi, chị đã mất kiềng rồi, có tem nhà em Lâm đóng đây. Vẫn tặng các bác một đôi kiềng khác. Đấy, mất một cái nhưng tặng một đôi.
vì như một năm em phá vài trăm cái bếp, cho nên là thừa đồ để tặng các bác. Đấy, giá 2.100.000 đồng tặng một đôi pin khô, tặng lưới rung chuột, bảo hành 2 năm, vẫn có giá thương lượng. Tết đến xuân về rồi, năm nay ế hàng, ế triền miên, hầu như là còn 70 đầu bếp bếp ga nữa, còn 70 chiếc bếp ga nữa, cho nên rất là nhiều mẫu bếp. Các bác nào thích tầm dòng nào ít tiền hơn triệu cũng có, cứ alo cho em, kiểu gì cũng mua được. Đấy, làm sao mà không lỗ nhiều là được, hòa vốn thì là mừng rồi, bây giờ chỉ cần mong hòa vốn thôi. Còn 20 ngày nữa là nghỉ Tết rồi, cho nên là giờ em chỉ mong được hòa vốn thôi, không mong lãi luôn. 2.100.000 đồng các bác cứ alo, mặc cả mạnh mà. Đấy, bớt vài trăm nghìn cũng được, miễn làm sao bán được bếp đi. Đấy, xin phép chào các bác nhá, hẹn các bác ở video sau, chào các bác.